Kính chào quý thính giả, đây là Phương Bảo Nghi từ tên Bình Minh, Minh. Hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015. Sau đây là những tin cần biết. Phương Bảo Nghi xin chào đón một ngày mới và tốt đẹp. Thêm một nạn nhân chết trong khi bị công an giam giữ trái phép. Dư luận tại Việt Nam đang vô cùng phẫn nộ trước việc cháu Đỗ Đành Dư 17 tuổi đã qua đời tại bệnh viện Bạch Mai do phù nề não bởi bị công an đánh đập trong thời gian 2 tháng, bị giam giữ trái phép tại đồn công an. Ngay sau khi có tin chứng thức, nạn nhân Đỗ Đăng Dư đã tử vong. Một số nhà hoạt động tại Hà Nội cùng thân nhân của nạn nhân đã tiến hành một cuộc phản đối trước Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu làm rõ sự việc. Được biết, trước đó gia đình và người thân của nạn nhân liên tiếp gặp phải sự sách nhiễu của công an yêu cầu gia đình giữ kín thông tin về tình trạng của nạn nhân. Không những thế, hôm 8 tháng 10, một nhóm công an xã, huyện và thành phố đã đến tận nơi gặp bác trai của cháu Dư để thỏa thuận việc ký vào giấy tờ do công an sẵn sẵn. Riêng bà Đỗ Thị Mai cũng bị mời làm việc với công an nhằm thuyết phục bà ký vào giấy tạm tha. Người dân Việt Nam phải gánh 1.016 đồng nợ công hôm 11 tháng 10, tạp chí Economist vừa đưa ra một bài phân tích cho rằng mỗi người dân tại Việt Nam hiện nay đang phải gánh 1.016 Mỹ Kim nợ công. Được biết, nợ công của Việt Nam là 92,6 tỷ Mỹ Kim, chiếm 46% GDP. Cũng theo tạp chí này, thì trong vòng 3 tháng qua, nợ công của Việt Nam tăng 6,4 tỷ Mỹ Kim và tính bình quân mỗi người Việt Nam phải gánh 1.016 mỹ kim nợ cho nhà nước. Xin được nói thêm, những con số do tạp chí The Economist đưa ra thấp hơn con số nợ công thực tế mà Bộ Tài chính Việt Nam mới đưa ra hồi đầu tháng này và cũng thấp hơn con số 59% GDP mà Ngân hàng Thế giới đưa ra khi nói về tình trạng nợ công của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn được lãnh đạo báo chí việt nam loan tin ban chấp hành trung ương đảng về cơ bản đã tán thành nhân sự cho các chức danh chủ chốt theo đó chưa cần bầu cử các ủy viên bộ chính trị các chức danh quan trọng nhất đã được đảng chọn ra khâu tuyển chọn nhân sự được cầm quyền hà nội khẳng định là cẩn thận đúng quy trình hiện tại có rất nhiều thông tin trái chiều nhưng hai chức danh tổng bí thư và thủ tướng là khó đoán nhất phe của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần như chi phối trung ương đảng, nên giới quan sát nhận định rằng khả năng cao ông Dũng sẽ làm tổng bí thư và một người thuộc phe ông sẽ làm thủ tướng. Nhưng hiện giờ chỉ là đồn đoán. Mật vụ trung cộng bắt cóc thiếu niên lãnh nạn tại Miến Điện Theo tin từ các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Cộng Loan tin một thiếu niên trung cộng 16 tuổi, con trai của một tù nhân lương tâm, chạy thoát qua Miến Điện tạm lánh nạn trong khi chờ xa Mỹ đã bị an ninh Trung Cộng bắt cóc. Cũng theo các nhà hoạt động nhân quyền thì chính an ninh Trung Cộng đã chỉ đạo vụ bắt người trái phép này với cảnh sát Miến Điện, không để cho con trai của hai nhà hoạt động nhân quyền bao Lòng Quân và Vương Vũ có cơ hội thoát sân Mỹ tị nạn. Xin đừng nhắc lại, trong đợt trấn áp đang diễn ra tại Trung Cộng, có hàng trăm luật sư, nhà báo và hoạt động nhân quyền bị tống giam với tội danh khuynh đảo chính quyền nhân dân. Trong số này có vợ chồng luật sư bảo vệ nhân quyền, ông Bao Lâm Quân và bà Vương Vũ. Tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo Nga dùng bom chùm tấn công ở Syria. Vào ngày hôm qua, Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã tố cáo Nga dùng một loại bom chùm để tấn công ở Syria. Theo phó giám đốc bộ phận Trung Đông của Human Rights Watch, ông Nadim Huri nói rằng việc nga sử dụng loại bom này tại Syria sẽ gây thương vong lớn cho thường dân trong thời gian tới. Cũng theo báo cáo của tổ chức này, dựa vào những hình ảnh ghi nhận được tại làng Kaf Halab, các thành phố Aleppo khoảng 15 km về hướng tây nam, các hình ảnh cho thấy mảnh của loại bom này và các vụ nổ trên không của bom chùm. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Phương Bảo Nghi hẹn gặp lại quý vị thính giả Thiên Bình Minh vào ngày mai. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ và bình an.